quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một mâm bánh cuốn nem chả phủ vàng 24 nha mọi người. Và ở đây thì Quỳnh chuẩn bị là một bịch bánh cuốn 400g hiệu Tài Ký. Và ở đây thì là Quỳnh có mua được là một hộp vàng miếng, hay gọi là vàng lá mà phủ lên trên thức ăn mọi người. Vàng này thì Quỳnh mua ở trong tiệm làm bánh thôi, thì cái giá nó cũng không có mắc lắm ha. Tùy theo cái trọng lượng mình mua thì cái giá nó sẽ dao động từ là 600 ngàn cho tới 1 triệu hoặc là hơn nha mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ cho bột ra ngoài thau. Sẽ cho vào bên trong bột là nửa muỗng cà phê muối. Quỳnh quậy đều cái phần bột với lại muối lên. 1 lít nước, đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho trước phần nửa thôi. Nước vào hết luôn. Sau đó thì Quỳnh sẽ lượt cái bột này luôn. Để cho cái thao bột này nó nghỉ khoảng là 15 phút. Bên trong chảo là một ít dầu để mình chuẩn bị mình xào nhân nha mọi người. Mình cho hành tỏi vào. Cũng là 300 g thịt. Quỳnh không có ướp thịt nha mọi người. Thịt này thì nó cũng rất là nhanh thấm luôn, không cần ướp. Khi thịt chín khoảng 80%, mình sẽ cho củ hành vào 150g. 50g nấm mèo cắt hạt lựu luôn. Nêm vào đây là một chút xíu bột nêm, một chút xíu muối, đường, chút tí bột ngọt. Mình sẽ cho tiếp vào đây là một ít tiêu. Nhân Quỳnh cho ra ngoài thao, dưới thao Quỳnh lót một cái rổ để khi mà Quỳnh cho nhân ra thì ở trong củ hành nó sẽ ra hết phần nước bên ngoài. Mình bỏ vào bên trong thì cái bánh cuốn của mình nó sẽ khô ráo và nó sẽ ngon hơn. Hôm nay thì Quỳnh làm bánh cuốn bằng chảo điện nha mọi người. Cái chảo điện này thì lần trước thì Quỳnh cũng đã làm bánh rét một lần rồi. Thì nếu bạn nào coi cái video đó thì cũng sẽ biết ha. Thì khi mà mình mua chảo điện này thì ở đây người ta có cho mình luôn sẵn là một cái dĩa luôn, chung một cái set nha. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho lên trên đây là một ít dầu trên tấm thớt. Sẽ bật chảo cho chảo nóng trước. Bên đây trước khi mà mình làm thì mình sẽ quậy cho cái bột này nó đều lại. Và cái bột hôm nay Quỳnh làm thì Quỳnh sẽ không có bỏ dầu nha mọi người. Bỏ dầu thì nó sẽ không có dính chảo á. Mọi người nhớ lưu ý là mỗi lần mà trước khi mà mình nhúng chảo bột vào á thì mình phải quậy cho cái bột nó đều nha. Khi mình nhúng bột vào những chỗ nào mà không đều thì mình sẽ cho một giọt bột vào cho bánh nó đều hơn. Sau đó mình sẽ cho bánh ra và cho nhân vào. Nhân mình ăn nhiều ít thì tùy mình. Muốn ăn nhiều nhân thì mình cho nhiều một chút. Bánh này thì mình làm khoảng là 10 giây cho mỗi cái bánh thì bánh sẽ chín nha, rất là nhanh luôn. Mọi người mua về làm thử nha. Thì cái chảo này Quỳnh mua thì cũng không có mắc, khoảng 2 cent, 400 ngàn tiền Việt Nam thôi. Mình có thể làm được bánh rét và cả bánh cuốn Việt Nam nữa. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ làm tới nước mắm. Hôm nay Quỳnh sẽ làm nước mắm theo tỷ lệ là 1:1:2. Đầu tiên Quỳnh sẽ cho vào đây là 100g đường. Tiếp theo sẽ là 100ml nước mắm, tương đương với lại là 100g nước mắm, 200ml nước dừa. Đường tan hết thì mình sẽ tắt lửa luôn. Trong cái nước dừa này thì nó cũng đã chua sẵn rồi. Nếu mà bạn nào muốn ăn chua hơn thì mình có thể cho thêm chanh vào. Chanh, ớt, tỏi thì mình cho vào tùy thích. Thì cái món ăn ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay thì Quỳnh chỉ ăn có một mình Quỳnh thôi. Sa thì nó ở trên lầu nó chơi với ba nó, Quỳnh kêu nó xuống ăn thì nó không có ăn mọi người ơi. Tại vì hôm nay Quỳnh dọn ra ăn sớm nha mọi người.
đầu mình mới nói mà cái cọng này nó mạnh, nó hơi nó mạnh, nó bay luôn mọi người, ghê chưa. Rồi bây giờ mình để nguyên mâm vậy thì ăn nó sẽ không có đẹp đó mọi người, cho nên mình sẽ lùa cái này qua bên nha, mình cho cái chén lên. Trời ơi, lâu lắm rồi mới ăn cái món này nha mọi người. Nhưng mà hôm nay thì mình ăn theo cái phong cách sang chảnh một chút. Nói chung là món ăn quen nhưng mà mình làm cho nó lên thêm một bậc. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa thấy ai làm bỏ dạng 24 lên, nhưng mà mình bỏ thử coi như thế nào ha. Rồi mình sẽ cắt ra. Đó. Bóc bằng tay nha mọi người. Bóc bằng tay đi. Thông thường ở bên Việt Nam một dĩa như thế này nè thì người ta bỏ khoảng chừng là 3 giây nha mọi người. 3 giây bánh thôi, bởi vì bỏ nhiều quá thì ăn rất là ngán á. Và ở bên Việt Nam mình thì làm bằng nồi hơi. Nồi hơi bên đây thì không có nha mọi người, toàn là chế làm thôi. Nhưng mà Quỳnh thấy từng ngày mà có cái chảo điện đó mọi người. Quỳnh thấy có kênh làm rồi, Quỳnh mua về Quỳnh làm thử thì Quỳnh thấy làm được, cho nên hôm nay Quỳnh làm rồi Quỳnh chia sẻ với mọi người nha. Thì cái cách làm nó cũng giống như là đợt trước mà Quỳnh làm cái bánh rét thôi. Thì mình đổ cái này, mình chờ cái kia khoảng 10 giây là nó chín nè. Rồi mình sẽ cho mỗi thứ một ít vào nha. Đó. Rồi thêm miếng rau nữa. Thì Quỳnh không biết là ở ngoài miền Bắc ăn có giống vậy không nha mọi người. Nhưng mà ở trong miền Nam mình, Quỳnh thì ăn theo kiểu như vậy nha. Rồi cho thêm chút xíu hành phi lên nữa. Hồi nãy Quỳnh bỏ sơ lên, nhưng mà tại vì cái bánh cuốn mình làm xong nó nóng rồi mọi người, Quỳnh cho hành phi lên. Bây giờ cái nó mềm hành phi á mọi người. Đó, cho thêm miếng hành phi lên. Đó, cái hũ hành phi của Quỳnh nha mọi người. Hũ hành phi huyền thoại của Quỳnh nha mọi người. Đó. Làm mấy hũ lận cái Quỳnh để trong ngăn đá, cái mình lấy ra mình ăn từ từ mọi người. Chứ mình làm một lần thì nó mất công á, cho nên mình làm một lần một luôn. Rồi mình cho nước mắm vào. Rồi đất ơi, có ai thèm không? Mấy bạn ở Việt Nam thì chắc không thèm. Còn mấy bạn mà ở nước ngoài mọi người, mình nói thiệt, muốn ăn cái món này là phải lăn vô bếp mà không có mọi người. Bánh ướt thì người ta có bán sẵn, mình về mình luộc lên thôi. Còn bánh cuốn thì mình phải cuốn nha. Với lại gần đây Quỳnh có thấy một cái công thức mà làm bánh cuốn. Làm bánh cuốn bằng bằng gì anh ta? Bằng bánh tráng mọi người. Trời ơi, trước khi mà Quỳnh làm cái video gì đó thì Quỳnh hay làm thử trước coi mình ăn có ngon hay không. Quỳnh làm rồi Quỳnh thấy ăn bánh cuốn bằng bánh tráng nó không có ngon mọi người. Mời mọi người ăn chúng Quỳnh nha. Rồi cái nước mắm là vừa lắm nha mọi người. Mọi người hãy làm thử theo. Cái nước mắm của Quỳnh bảo đảm không ngon bằng tiền. Nói thiệt chứ bỏ vàng vô cho nó sẵn sàng vậy chứ thật sự nó không có mùi vị gì mọi người. Là bình thường á thì không ai xem, cho nên phải nghĩ ra bỏ thêm gì vô nữa để mọi người vô mọi người xem. Thì cái hộp dẹm này Quỳnh mua cũng rẻ mọi người, hôm nay Quỳnh mua hộp nhỏ đó, cho nên hộp này khoảng gần 2 sen 400 ngàn thôi. Có hộp mắc hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà trung bình một cái video thì mình làm có chừng một hộp là được mà. Đã lắm rồi. Và ở Nhật á mọi người, mấy cái bạn như thế này á, nó không chỉ là có cái vàng miếng vậy nha mọi người, có vàng là hình này hình kia nữa, giống như là hình ngôi sao hoặc là hình trái tim, để cho những cái cặp tình nhân nào mà giống như là người ta ăn kem hay là bánh kem cộng hôn hay gì mọi người, người ta rắc lên để cho nó hoành tráng lệ cái món ăn mọi người. Mình thấy ở trong cái tiệm bán bánh rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình làm cái món gì đó về món ngọt á, mà làm nhìn cho nó sang một chút xíu á, thì mình sẽ mua về làm thử rồi review nha. Chứ khi mà mình bỏ cái trái tim hoặc là cái ngôi sao lên trên đây, mình sẽ không có hợp mọi người. Tại vì ngôi sao trái tim đó chỉ dùng cho những cái món như là món ngọt ha. Còn món mặn như là bò nướng hoặc là nói chung là mấy cái món nướng, thịt nướng á, thì mình thấy người ta bỏ mấy cái vàng lá vậy thôi à.
đã lắm mọi người, đã lắm mọi người ơi. Nem thì chua. Hôm nay á thì thiếu cái bánh cống nha mọi người. Cái bánh cống chiên á thì ở bên Việt Nam khi mà quẩy Sài Gòn mình có ăn cái loại bánh cống cắt vô bỏ ở đây nè. Ăn món này mà có món bánh cống nữa ngon nữa. Đã quá mà. Hai bữa được ăn món Việt Nam mà. Nói thiệt á, khi mà mình làm cái bánh cuốn này mà mình làm cái chảo mà mình thấy nó nhanh hơn là mình đổ bằng cái chảo trên bếp ga. Còn à, còn mình đổ nồi hơi mà thì khỏi nói đi nha. Với lại Quỳnh cũng có nghe bạn Quỳnh nói là bạn Quỳnh cũng mua cái nồi hơi bên Việt Nam qua mọi người. Lúc đầu làm á mọi người nó cũng rất thầm lum mọi người. Làm bằng nồi hơi á, nước sôi lên xong cái gạt á rồi đem bánh ra, nó cũng rất thầm lum á. Cái đó cũng phải luyện tập thì mới được. Làm bằng chảo thì dễ nhưng mà ra nó hơi cực mà. Hôm nay á Quỳnh đổ hết nguyên một cái bịch luôn nha mọi người, là 400g bột, 1 lít nước là khoảng là ra được 1,4 kg mọi người, thì đổ hết vô đây nè mà chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Khoảng chừng là 45 phút là Quỳnh vừa làm mà mình vừa quay video nha. Chứ nếu mà mình còn làm mà mình không quay video là còn nhanh nữa nha. Bạn nào ở Nhật mua cái chảo ra về làm bánh này bán cũng được. Mua cái chảo có 2 cent nè, về làm một đống ra năng mạng bán. Bán bánh cuốn rất là đã mệt mà món bánh cuốn này nhiều bạn thích ăn. Ai cũng mê. Xong đựng dây vậy đó, ba dây vậy nè mà. Tiếp nè. Không biết hôm nay Quỳnh ăn được bao nhiêu dây mọi người đếm thử nha. À dạ. Rồi. Hồi nãy là Quỳnh ăn được mấy dây ta, 3 dây hả ta? Tiếp nha. Nhưng mà cái dây bánh cuốn bên Việt Nam thì nó dài hơn cái dây bánh cuốn này của Quỳnh chút xíu nha. Quỳnh thấy cái dây bánh cuốn Quỳnh nó hơi nhỏ tại vì cái bánh rém nó chỉ được nhiêu đó thôi mọi người. Nhưng mà Quỳnh thấy nó cũng dài, chắc khoảng hơn gang tay Quỳnh nha mọi người, hơn gang tay Quỳnh. Một dây bánh cuốn hơn gang tay. Làm thì lâu nhưng mà ăn thì rất là nhanh. Câu nói huyền thoại của bà Quỳnh. Lúc nào cũng vậy mọi người. Làm chủ yếu lên, làm video chủ yếu là chia sẻ này chia sẻ kia cho mọi người xem, để mọi người vô mọi người xem. Chứ mà làm video mà lên ít chia sẻ mọi người thì cái kênh của mình càng ngày càng bị tụt xuống. Dạo này cũng bị tụt lắm mọi người. Nhưng mà cũng cố gắng mọi người. Chúng mình sao giờ. Cũng cố gắng đầu tư này đầu tư kia mà lượt xem bây giờ không biết nó chạy đâu hết trơn. Người xem bây giờ không biết đang bận biểu gì chưa coi được. Quỳnh nói thiệt chứ giờ kênh YouTube coi như mà giống như là một công việc của Quỳnh vậy đó mọi người. Không có nói là coi như là không có tiền để mà sinh sống, là mọi người đang giúp Quỳnh đó. Đâu quên đó mọi người. Cái này vô xong rồi mình sẽ cho thêm là một ít cái này nữa. Rồi, ngon chưa? Ăn hai tô này là coi như hai dĩa đó mọi người. Không biết bên Việt Nam vợ nhiêu dĩa hả ta? Không biết giờ bên Việt Nam vợ nhiêu dĩa. Vừa cuốn xong đem ra ăn ngon mà. Nó nóng, đã. Con chen mà nó chưa thấm mà.
chả lụa với nem chua này Quỳnh mua nha. Quỳnh chưa có làm video chia sẻ cách làm chả lụa với nem chua, thì Quỳnh sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới. Hồi xưa khi mà chưa Quỳnh chưa làm YouTube á, cái gì mà mình cũng mà muốn làm mà làm để kỹ nọ mà thứ làm ít ít, làm thất bại tràn trời luôn. Nhưng mà vẫn thích làm à, có công mài sắt có ngày nên xà beng mà. Mọi người hay nói Quỳnh, Quỳnh ơi, Quỳnh trồng cây sau cây Quỳnh lên xanh tốt quá, Quỳnh có cách gì không? Nói thật với mọi người chứ nhiều cây nó cũng chết đâu quay đâu mà. Thật sự thì à, cây Quỳnh trồng chết á, một là do thời tiết mà có nhiều cây nó không chịu được nhiệt độ mà, giống như nhiệt độ lạnh á, Quỳnh có nghĩ nó chịu được nó chết mà. Có nhiều cây đang sống yên ổn mà bệnh mà vàng lá rụng lá chết. Còn làm đồ ăn à, thì cũng có nhiều lúc á làm thất bại mà. Có quay thì mình phải gom làm một đống để cho mọi người coi những cái video thất bại nó mới buồn cười mà. Tốn hết cả một ngày mà không được cái gì hết trơn trời. Đã lắm rồi. Có nhiều bạn á, ăn không có giống như Quỳnh, là cắt bánh cuốn ra sau đó chấm vào nước mắm nha mọi người. Nhưng mà Quỳnh ăn theo cách ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, Quỳnh không biết ngoài Hà Nội ăn xong mình chưa ăn mà à. Thì khi mà người ta bỏ lên dĩa cho Quỳnh xong, người ta cho một chén nước mắm riêng ra, rồi mình muốn ăn sao là mình ăn, mình có thể chế vô trong chén cũng được, hoặc là mình chấm cũng được. Nhưng mà hầu như là mình chế thẳng vô dĩa ha. Quên nó bán bằng dĩa chứ không phải bằng chén nha mọi người. Nó bị lộn. Với cái giá hôm nay mình bỏ lên, thì nếu mọi người mà ở nhà không có lò vi sóng á, thì mọi người có đem luộc, có thể đem luộc hoặc là đem hấp cũng được nha. Còn nếu mà nhà có lò vi sóng, bỏ vô trong cái chén, lấy cái ráp đậy lại, hoặc là mình để không cũng được, bỏ vô lò vi sóng quay mọi người, nó cũng chín luôn. Khỏi mất công đem hấp mà vẫn giữ được chất trong cọng giá. Trời ơi, cắn như mấy hành phi nó ngon vậy, sợ nó dọn. Ở phần bên trong của cái bánh cuốn đã bỏ hành phi rồi cho nên nó béo mà. Thì có bạn thì làm nhân thịt gà, các bạn thì làm là dự nhân thịt gà, nhân thịt heo luôn, mình chỉ làm thịt heo thôi. Mọi người hãy thử pha nước mắm bằng nước dừa đây, rất là ngon mà. Mình không hề cho miếng chanh nào luôn á, mà cái vị nó hơi chua chua nhẹ nhẹ nha, rất là ngon. Nó đổ
Hồi xưa khi mở bên Việt Nam á, Quỳnh ăn cái dĩa này. Trước khi Quỳnh qua Nhật á nha mọi người, hình như bán 15 ngàn hay sao mọi người. Hôm nay chắc lên gấp đôi rồi chắc. Hồi lên cấp 3. Lâu lâu ăn đã dễ thầm ăn. Nem chua ngon. Nem chua giống như nó chua mà chấm với nước mắm nè, nó ngọt ngọt mặn mặn nó ngon. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.